quá trời đậu rồi nhờ. Đi hái đậu này, bao la đậu, hái đậu phơi khô. Đại chưa? Chị Văn Lý, chị làm đậu súp cho ông xã chị ăn đó. Quá trời đậu mệt quá. Đậu này bác hàng xóm tặng chị, nấu súp rất là ngon nên chị trồng cho nó đẹp, với lại chị hái chị ăn á, ăn cái đậu ở trong này ngon. Này để mình hái hai tay, hái sơ sơ cho mọi người coi chút xíu rồi mình đi hái hai tay cho nó lẹ. Đã quá, trái quá trời rồi đó. Khô quá, hơi khô. Quá trời. Đó, trời này, xem này. Mình không có hái khi tươi mà mình hái khi nó già vậy nè. Mình ăn đậu, đậu già, hầm súp, hầm gì. Ồ, cái này mà nấu chè cũng ngon lắm nha. Chè không, chè đậu bán vậy đó, ngon quá. Trái quá trời nè. Nè, quá trời, chắc cả thau nè. Bao la trái con nhỉ, cái đậu này trái nhiều ghê nha. Nè, đảo. Mình khoái cái đầu nhà bác hàng xóm kìa. Xin ra thì chủ mấy trái sang năm về trồng tiếp, nó già rồi. Chà, đi qua đây hái dừa leo rồi nhau, như rừng rậm rồi. Ôi trời ơi, cái bự. Ôi cái nhà xem này bự chưa. Ôi trời ơi, trái nào trái nấy quá trời ơi. Bự ha. Mè quá. Nó vàng hết. Đi gom em dưa leo lại. Cái nào chị chủ chị ăn không thì mình đi tặng phút bên hả? Nó chép được bự rồi. Ồ, trái đa đi chứ. Chép được bự hơn nữa. Bự ha, siêu to khổng lồ. Đây nè,
Vâng. Cây bên này nó vàng hết trơn nhưng mà vô leo trái cũng bự. Xíu to khổng lồ luôn. Ủa trời. Đã. Con này à. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái này làm giống được luôn. Đây này nè. Mình thấy có hai cái biếng ngòi vàng này nè, hái luôn. Quá trời biếng ngòi. Còn cả chùm biếng ngòi này. Ngòi đẩy trái như này. Trong đây cả ổ luôn này. Bí pumpkin mấy mê cả nhà. Úi trời. Đã ghê không? Nó. Nó già rồi đó cả nhà. Nó vừa thấy rõ trái rồi nè. 7-8 trái là cả nhà, không bự lắm. Nhưng mà trái này nó siêu to khổng lồ luôn. Đây. Đó. Bự ghê. Ôi đã dễ sợ không cả nhà. Cả nhà ơi, rủ cả nhà đi hái bông cải. Úi trời, ngày nay Nhung Hà bệnh ở nhà đó. Không có giúp chị chủ hai bông cải nó lại lên nữa rồi. Hái một bó đi tặng cho chủ tư thiện nè nha. Để nó ra bông vàng ổn quá. Chị không ăn, chị cứ để cho nó lên bông vàng vậy đó. Ổn quá. Nên mình nói thôi để em ra em hái rồi. Em mang em tặng ông bà của chú chứ để uổng hết trời nè. Này bông tím này nha. Bông cải mini tím. Nhà Nhung Hà bây giờ bắt đầu ra bông rồi đó. Chị cho hạt giống về mình trồng ấy. Thế là bây giờ mình biết cái chỗ mua rồi. Đúng chỗ nó không có ra. Nó không phải bông của nó không ra giống. Cái nó tốt mà không ra được cái bông nào hết trơn. Buồn. Đã ra chứ. Mình hái nè. Cái bông này đẹp quá, đẹp luôn này. Tím quá trình đẹp luôn. Bữa hôm mà mình không có xuống được á, mình nhờ ông xã mình chở xuống. Mình hái sẵn rồi mình để xe á. Mệt trong người cái nhà anh mang xuống cái ông bà nói ố cũng cái xe này mà cái cô kia đâu rồi. Ông xã mình về. Ông bà hỏi thăm mình tại vì tuần nào mình cũng xuống hết trơn á, một tuần ít nhất mình xuống một lần, nên là mình không xuống là ông bà sẽ hỏi. Ông bà quen nhà luôn rồi, giống như con gái nhà luôn, không sao vắng là hỏi thăm.
Cái chùm này mình không hái, coi ngày mai ngày mốt là nó cũng sẽ lên vàng. Mình hái cho ông bà cô chú ăn luôn. Mấy cái xanh xanh á chị ưng lắm, mà mấy cái hồng tím tím này là chị lại nó chị thích màu xanh hơn. Lại đẹp lại mà lên tiếp, mình thấy cả nhà xanh. Bây giờ mình cắt nó lại lên giống thôi, là nó lên mấy cái bóng vậy nè, xong nó ra mấy cái ấy là cái cây nó vàng. Đây cả nhà ơi, mình hái được nhiêu đây, màu tím này.